Quay lại. Mọi người một lần nữa chiêm ngưỡng hình ảnh của cô dâu và chú rể, hai ngôi sao trong ngày đặc biệt hôm nay. Cô dâu và chú rể không biết lý do sao mà bác Sơn yêu cầu trở lại sân khấu không ạ? Không biết. Nhìn mặt là có chữ không biết. Rồi. Bây giờ nếu mà cho phép bác Sơn bật mí chút, nếu mà bây giờ lên đây để nhận quà thì có được không ạ? Được không ạ? Nhận quà của mọi người dành cho mình có được không? Được. Ok, kính thưa quý vị thân mến, cô dâu và chú rể đồng ý là nếu mà lên đây để được nhận quà thì ok ngay đúng không? Bây giờ Đăng Sơn có một mong muốn nhỏ. Xin mời tất cả mọi người hãy dành những tràng pháo tay của mình cho cô dâu chú rể thay món quà. Được không ạ? Vỗ tay lớn lên anh ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi. Mọi người dành món quà rồi, món quà đó rất là ý nghĩa, món quà tinh thần đúng không ạ? Bây giờ thì nhà chú rể có hay là tiếp tục không? Bây giờ cô dâu nói lại với chú rể, mọi người đã dành món quà của mọi người cho cô dâu chú rể rồi. Bây giờ MC và Đăng Sơn là ca sĩ cũng muốn là cô dâu chú rể hãy dành món quà của mình cho mọi người đi. Ai đồng ý với cả Đăng Sơn rằng là bây giờ cô dâu và chú rể sẽ trao cho nhau một nụ hôn? Có ai đồng ý không ạ? Vỗ tay lớn lên đi ạ! Được không? Được thì làm thôi. Rồi, xin mời mọi người ai có máy ảnh hay máy điện thoại có thể ghi hình, chụp hình chuẩn bị sẵn ra đi ạ. Ghi lại cái hình ảnh tươi đẹp ngày hôm nay, một hình ảnh rất hạnh phúc của cô dâu chú rể. Được không? Được. Rồi, bắt đầu. Được chưa? Ai đồng ý là hôn lại thì vỗ tay cái. Đấy, thấy chưa? Bây giờ này hôn lâu lâu một chút. Được không? Rồi. Sơn thể hiện hình ảnh thân yêu nhất trong ngày hôn lễ của mình bằng một nụ hôn lần thứ hai. Hôn lâu một chút nha, chú ơi, chú cứ chụp cứ kéo cái này cái. Hôn 3 lần mà lâu vậy mà không được gây phí đúng không ạ? Bây giờ mọi người còn yêu cầu gì nữa không ạ? Hay là cô dâu chú rể có biết hát không? Không biết hát? Thế bây giờ bác Sơn hát rồi cô dâu chú rể múa hiển trợ. Được không? Thôi, không củ hành nữa. Thôi bây giờ cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều. Vừa rồi là những giây phút rất là sảng khoái, rất là vui dành đến cho mọi người. Mà hai nhân vật chính đã làm được điều đó. Cũng thay cho lời cảm ơn chân thành nhất của cô dâu chú rể cũng như gia đình chúng tôi gửi đến quý vị tất cả sự hiện diện của quý vị trong buổi tiệc ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi bây giờ sẽ trả cô dâu và chú rể trở lại với vòng tay yêu thương của mọi người. Xin cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều nha.